Ok, xin chào mọi người nhé. Chào mừng mọi người quay trở lại kênh Vành Khuyên Đam Mê Vlog. Những cái ngày thời tiết gọi là nắng đẹp cuối cùng của cái tuần này, chắc là ngày mai thì sẽ có một đợt gió mùa rất là lớn ở ngoài Bắc mình ấy. Hình như là nhiệt độ nó sẽ giảm rất là sâu anh em ạ. Thì trong cái quá trình đó thì chúng ta đôi chim sẽ có rất nhiều các cái vấn đề mà vất vả hơn so với cái thời tiết thuận lợi. Thì trở lại cái vấn đề chính là mình có nhận được khá nhiều câu hỏi về cái vấn đề là anh em tại sao con khuyên nuôi nó khó vậy? Và em thấy là trong cái câu chuyện chơi khuyên này phải công nhận là nó như là ma trận ấy. Thì hôm nay mình cũng chỉ xin chia sẻ lại với mọi người một chút kinh nghiệm của mình thôi. Cái kinh nghiệm này nó là kinh nghiệm về con người thôi, chứ không phải là cái kinh nghiệm về con chim nhé. Tức là làm thế nào để chúng ta có thể giữ được cái đam mê, làm thế nào để chúng ta không bị quá thất vọng, và làm thế nào đấy để chúng ta có thể kiên trì cái đường lối mà chúng ta sẽ theo đuổi. Thì hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu nhé. Thì nói chung là có một cái tư tưởng mà rất là xuyên suốt trong cả cái quá trình mà mình làm kênh này, cũng như là trong cái thời gian mình chơi chim Vành Khuyên ấy, đó chính là cái việc kiên trì anh em nhé. Mình nghĩ rằng là cái việc đó là việc rất là cần thiết cho cái việc mà chúng ta chinh phục một con chim Vành Khuyên. Thì với mình thì nó có một cái nguyên tắc, là cái nguyên tắc đó gọi là nguyên tắc 1%. Ngày hôm nay cho dù bạn chỉ làm tốt hơn 1% so với ngày hôm qua thôi, như vậy là đã rất tốt rồi. Thì các bạn cứ hình dung như nếu như trong 100 ngày thì chúng ta có thể làm tốt gấp đôi, đúng không? Đó, thì kiểu nó như vậy. Nuôi con chim Vành Khuyên nó cũng thế anh em ạ. Có những cái việc mà chúng ta không thể vội được, và nếu như con chim nó tiến bộ thì nó cũng chỉ tiến bộ tí một thôi, chứ nó sẽ không thể có những cái sự đột biến lắm đâu. Đấy là theo cái quan điểm cá nhân của mình. Dĩ nhiên trong cái câu chuyện là thúc lửa chim thì bây giờ nó đã có rất nhiều các cái công cụ để các bạn có thể rút ngắn cái thời gian chờ đợi. Tuy nhiên là để khi mà đặc biệt là những cái khán giả xem kênh của mình ấy, thì phần lớn các bạn lại là những người mà chưa có nhiều kinh nghiệm. Và khi mà các bạn chưa có nhiều kinh nghiệm thì các bạn rất là dễ rơi vào tình trạng nó bị loạn đao pháp. Là khi mà các bạn đẩy cám lên thì con chim nó không líu được, nó sẽ có biểu hiện rất là xấu. Thì kiểu nó sẽ khiến cho các bạn cảm thấy rất là mông lung, và nhiều khi các bạn thấy hoang mang lắm. Tại sao con nuôi con khuyên nó khó thế? Hay là con chim này nó chưa đủ hay? Hay là cái việc mà chúng ta nuôi dưỡng nó đang có cái vấn đề gì đó đấy, cái kiểu nó sẽ là nó như thế. Các bạn, khi các bạn kỳ vọng, mình muốn nói yếu tố là khi các bạn kỳ vọng, các bạn sẽ làm những cái việc mà nó cũng bị vội kiểu thế. Tự nhiên các bạn thấy con chim mình như này, các bạn kỳ vọng nó phải bắn mầm thì các bạn lại thúc cảm líu lên. Nếu như các bạn thúc lên 50% rồi các bạn vẫn chưa thấy nó líu thì các bạn thúc thêm khoảng 20% nữa, thậm chí có những bạn là lên hết gái số luôn 100% rồi cảm líu để các bạn test con chim. Có cũng không phải test con chim mà để các bạn muốn con chim nó phải líu, muốn con chim nó thể hiện, thì kiểu nó như thế. Và khi đó thì các bạn sẽ luôn luôn rơi vào cái tình trạng là các bạn sẽ phải chạy theo con chim. Ví dụ như là hôm nay các bạn nôn mãi rồi, khoảng tỷ lệ cảm líu 50% chẳng hạn, nên đến lúc mà các bạn nâng cảm lên khoảng 70% bắt đầu con chim nó bật líu. Nhưng sau khi nó bật líu thì bắt đầu nó cắn chân, nó cắn lông, và nó cứ chạy cổ nó không líu nữa, nó cứ chẹp. Đó, thì tất cả những cái vấn đề đó là những cái vấn đề mà các bạn sẽ phải đối mặt. Thực ra thì nó là những vấn đề cực kỳ bình thường thôi, là khi mà các bạn đẩy cái cảm líu vào cái thời điểm nó không đúng thì nó sẽ có những cái tác dụng phụ là như thế. Và lúc ý thì các bạn lại cân đối phương án là hạ cám, chuyển chế độ nuôi. Và với con chim ấy, nó cứ bị liên tục thay đổi tất cả những cái chế độ, những cái hình thái như vậy, thì chắc chắn là sẽ đến một cái ngưỡng mà các bạn sẽ cảm thấy là rất là khó chịu, không tải được, không chịu nổi, vì là nó khó tả quá, kiểu như thế. Đó, thì với mình thì mình luôn luôn áp dụng được nguyên tắc 1%. Ví dụ như hôm nay mình cảm thấy rằng là mình nuôi con chim mà nó tiến bộ 1% thôi là mình rất hài lòng rồi. Ngày mai nó tiến bộ hơn ngày hôm nay cũng chỉ 1% thôi thì mình sẽ rất hài lòng. Và như thế thì dần nó thành một cái thói quen. Và sau một cái quãng thời gian khoảng vài tháng các bạn nhìn lại thì tự nhiên các bạn sẽ thấy là con chim của chúng ta đã tiến bộ một cái cách mà rất là bất ngờ. Nếu các bạn chưa xem cái video thành quả của mục sau 6 tháng của mình thì các bạn có thể xem nhé. Mình để ở trên này đó. Thì đây là 6 tháng mà mình cũng đã cố gắng để mình gột con chim. Mình cũng đã nuôi con chim thay lông và cũng cố gắng thúc lửa con chim lên. Và đến ngày hôm nay thì nó cũng chưa phải là một cái biểu hiện tích cực gì lắm ở trên giàn đâu. Mình thấy là như thế. Tuy nhiên thì nó đã tiến bộ hơn nó rất nhiều so với 6 tháng trước rồi anh em ạ. Đó, đấy là cái vấn đề đầu tiên nha anh em nhé. Nguyên tắc 1%. Nguyên tắc này nó sẽ cực kỳ quan trọng trong cái việc nuôi chim, và nó cũng cực kỳ quan trọng trong cuộc sống của chúng ta nữa. Nếu như các bạn đang chạy được 1 km, đúng không, các bạn chỉ cần cố chạy thêm khoảng 10 mét thôi đấy, nhưng mà sau khoảng 3 tháng nữa thì các bạn sẽ chạy được 2 km.
trong bất cứ một cái vấn đề gì thì mình thấy rằng là cái việc đó là một cái rất là quan trọng. Cái vấn đề thứ hai mà mình cho rằng là cũng rất rất là quan trọng, đó là các bạn đừng kỳ vọng quá. Bởi vì thực tế ra thì bất cứ một cái con chim nào ấy, nó cũng sẽ luôn luôn có cái phong độ của nó. Kể cả cho dù là những con chim đã là những con chim hay rồi thì nó vẫn phải chờ cái thời điểm mà nó có phong độ tốt, thì lúc đó thì nó mới thể hiện tốt được. Đó, nhiều người thì rất là kỳ vọng là con chim, có những người như con chim mộc thì cũng muốn là nó phải líu ầm ầm trên giàn. Thì nói thật là mình nuôi chim mộc cũng rất nhiều rồi, dĩ nhiên là cũng có những con chim nó xuất sắc, nhưng mà cái may mắn đó thì thông thường là nó không nhiều, và nó cũng ít khi nó rơi vào mình luôn luôn có cái suy nghĩ đấy. Nói thật là mình cũng đã từng có những con chim mà 15 ngày kể từ khi bẫy, và mình đã cho đi thi luôn rồi. Con chim đó thì ở cái thời điểm đấy là như năm 2017, thì là cậu em của mình cậu bẫy vào được cái ngày 15 tháng 5, và đến ngày mùng hình như là ngày mùng 2 tháng 6 thì mình có đi thi luôn cái trận đấy rồi, bởi vì mình thấy là nó bắn ghê quá, bắn ghê gớm luôn ấy. Đó thì mình có cầm đi, nhưng thực ra con chim nó cũng không vào được sâu, nó vào được đến vòng 4 thôi. Lý do mà nó bị hạ cũng không phải là vì là nó không líu, mà là nó líu thua mỏ với con chim khác. Cuối cùng thì mình không giữ được con chim đó, bởi vì là nó bị một cái tai nạn, chuột cắn mất. Thì mình cho rằng là đấy vẫn là cái con chim xuất sắc nhất từ trước đến giờ mà mình đã từng được cầm. Nhưng mà đấy, tức là trong một cái quá trình mình chơi chim rất là dài, rất là lâu, và mình cũng chỉ có được một con chim đó thôi, thì mình cũng hiểu là nói chung là cái xác suất để tìm những con gọi là xuất sắc ấy, nó không hề cao một chút nào, nó rất là hiếm. Chính vì thế cho nên là thường khi mình nuôi chim mộc thì mình lại không kỳ vọng quá nhiều. Mình chỉ xem là ok, con chim này nó có cái biểu hiện này tốt này, có biểu hiện kia tốt này, thì mình quyết định là mình sẽ gột nó thôi. Đó, chứ còn nếu như mà khi mà các bạn cứ kỳ vọng quá nhiều vào một con chim ấy, thậm chí ra mình biết là có nhiều người mua chim đắt tiền, mua chim rất đắt tiền luôn, và họ rất là kỳ vọng vào con chim. Và chính vì cái kỳ vọng đó nên thông thường thì họ lại không giữ được con chim đấy lâu. Đó, không biết là mọi người có gặp không, nhưng mà mình thì gặp rất là nhiều. Anh em xung quanh mình thì phải nói thật luôn là chơi chim mình khuyên thì cũng ít người chơi giống mình lắm. Phần lớn là anh em sẽ đầu tư một cái con giống nó đủ tốt, và nuôi anh em sẽ nuôi thì nó sẽ đơn giản hơn rất là nhiều. Và mình cũng đã chứng kiến rồi là có những con chim mà đây mua bắt tận gọi là mắt thấy tay sờ luôn, bắt tại giàn luôn, nhưng cuối cùng về thì cũng lại không chơi được. Và không chơi được thì phần lớn nó lại liên quan đến cái câu chuyện là cái sự kỳ vọng quá cao. Bởi vì là khi con chim nó thay đổi cái môi trường sống của nó, nó đang ở bên nhà của một bạn A chẳng hạn, xong rồi nó về đến tay của cái người bạn của mình, thì nó đã thay đổi cái môi trường nó rồi, và con chim nó vẫn là thích nghi lại. Cái thứ hai nữa là nó thay đổi về chế độ nuôi, con chim nó vẫn cần cái thời gian nó thích nghi lại. Thì đáng lẽ ra thì cố gắng kiên trì thêm một chút nữa thì có thể là sẽ ok rồi. Nhưng mà người bạn của mình về thì nay bạn ấy đổi cái cám này, bạn bảo là con chim này năm ngoái chơi hay lắm, ăn cám này chơi hay lắm. Bạn đổi sang cái cám đầu tiên bạn về là bạn đổi cái cám mà bạn thích, nhưng mà đổi sang cám bạn ấy thích thì con chim lại không chơi được. Rồi bạn ấy lại đổi lại cái cám cũ của chủ cũ luôn, và con chim nó vẫn chưa chơi được. Và cuối cùng thì bạn đổi 5-7 loại cám, rồi cuối cùng là bạn kết luận là con chim này không chơi được, không hợp tay. Đó thì thực tế ra thì mình trải nghiệm và mình đã xem rất nhiều trường hợp giống như vậy rồi. Cái việc mà kỳ vọng quá cao nó sẽ rất là dễ để khiến các bạn có những cái như nào nhỉ, có những cái động thái, các cái hành động mà tự nhiên nó đi hơi ngược lại một tí so với cả cái tự nhiên của con chim. Nhẽ nếu như mà ok đổi cám rồi, cứ kiên trì đổi cám đấy, nếu nó không có bất cứ vấn đề gì về sức khỏe thì đến một ngày nó sẽ chơi thôi, và nó cần phải có cái thời gian để thích nghi với cái cuộc sống ở cái nhà mới của nó đã. Đó thì khi mà nó chưa kịp thích nghi thì bạn thấy là con chim nó chưa ổn rồi, và cuối cùng là bạn bán con chim đó đi, rồi giá hình như quen nửa tiền. Đó, đấy là cái vấn đề thứ hai nha anh em nhé, sự kỳ vọng rất là dễ giết chết đam mê luôn anh em ạ. Ok, cái vấn đề thứ ba cũng là một cái vấn đề mà mình cho rằng là cực kỳ quan trọng trong một cái quá trình chúng ta nuôi chim, đó là chúng ta cần phải xác định cái mục tiêu chơi của chúng ta là cái gì. Thì nếu như mà mục tiêu chơi giống như mình là những cái người mà thích gột mộc, thì mình xác định là ok, mình gột con chim mộc nó tiến bộ lên là mình thích rồi. Đấy, có những bạn thì là thích mục tiêu là đi thi, và các bạn sẽ đầu tư con giống tốt để đi thi để chinh chiến. Hoặc là có những bạn thì là chỉ chơi ở nhà thôi, nuôi một con chim để nó khỏe mạnh, nó hót líu lo giải trí vào những cái ngày cuối tuần. Thì khi mà chúng ta cần xác định một cái mục tiêu nó rất rõ ràng như thế, thì chúng ta chơi chúng ta sẽ không bị các cái yếu tố chi phối
chi phối ở đây. Ví dụ như này, mình đang nuôi con chim mộc này, bây giờ mình lại kỳ vọng là con chim mộc này nó phải đi thi được. Ok, thế là chắc chắn là mình sẽ lại, ok, ví dụ như đang xác định từ đầu là gột mộc. Gột mộc thì nó cần phải có thời gian, nó phải cần có một cái điệp rơi nhất định, một cái tích lũy nhất định thì con chim nó mới chơi được. Nhưng mà mình nghĩ là có nhiều bạn kiểu như cũng xác định là gột mộc nhưng mà thấy con chim nó hơi lố bố rồi, lên cám thật mạnh vào để đi thi. Như vậy là thật ra các bạn đang ép con chim vào một cái môi trường mà cái khả năng của nó chưa đủ. Chắc chắn là như vậy. Thật ra một con chim, để mình nói thật là mọi người có thể nhìn thấy rất nhiều người chơi cho chim đi thi trên giàn ấy. Thì phần lớn những cái con chim mà thi ở trên giàn mà ăn cờ ăn giải ấy, phần lớn nhá, mình nghĩ là phần lớn thì ít nhất chúng nó cũng được khoảng 3 năm tuổi lồng. Nói chung là những cái con chim mà dưới 3 năm tuổi lồng thì cũng không nhiều đâu, cũng có nhưng mà không nhiều. Đấy là mình cũng phải nói thật là như vậy. Vậy thì những cái con chim đó đã nó có một cái sự tích lũy đủ lâu rồi, có một cái kinh nghiệm trận mạc đủ nhiều rồi, và cái con chim mà đã được người ta giữ lại trong cái quãng thời gian như vậy thì phần lớn là những con chim mà nó khá là hay rồi. Thì đó, thì với con chim mộc này mà các bạn và đang từ cái vấn đề gột mộc mà các bạn xác định luôn là cho đi thi, thì tự nhiên là các bạn sẽ đẩy con chim nó vào cái thế khó. Và khi các bạn đẩy con chim vào thế khó thì nó sẽ có những cái phản ứng ngược lại, các bạn sẽ tự nhiên các bạn thấy khó. Thì khi mà các bạn vội một chút thôi là lại hỏng mất rồi, nhiều con chim nó bị hóc lông chẳng hạn, có những con chim nó bị suy chim chẳng hạn. Đó thì lúc ấy thì thay vì cái việc bình tĩnh chơi thì các bạn lại phải chờ đợi một khoảng thời gian rất là dài. Thì đó cũng là một trong những cái mà mình cho rằng là rất là quan trọng. Còn nếu như mà các bạn xác định là đi thi hẳn nhá, thì các bạn đầu tư con giống hẳn rồi, ok, các bạn đầu tư hẳn một cái gọi là có thể nhờ những cái chủ cũ người ta tư vấn cho các bạn về các phương án mà để con chim nó đẩy căng lên được rồi. Nói chung là rất rất nhiều yếu tố rồi. Thì lúc ấy các bạn xác định đi thi thì mình nghĩ là rất là hợp lý. Đó, kiểu như thế. Còn với những bạn đang chơi nhà chẳng hạn, thì ok, đang chơi nhà thấy bình ổn, ok rồi, tự nhiên một ngày thấy lại bảo là không, con chim này cần phải đi thi rồi. Như vậy là khi các bạn chơi ở nhà trong một quãng thời gian rất là dài, con chim ở đâu có được ra ngoài môi trường để nó cọ sát với các chiến binh khác đâu. Và nhiều bạn thì cứ hay nói chuyện với mình là em còn con chim ra giàn nhưng mà nó chi nhảy đấy anh ạ, mà ở nhà nó bắn tốt lắm. Thì một trong những cái yếu tố đầu tiên là nó đã thích nghi được với môi trường giàn đâu. Đó, nó đã thích nghi được với áp lực đâu. Nó cần phải có cái thời gian để thích nghi với việc đó. Thì thành ra là mà cũng còn chưa kể là cái con chim chơi ở nhà thì cái tố chất của nó đôi khi nó lại không phải là tố chất chiến đấu. Đó, thì khi mà các bạn xác định một cái yếu tố rồi thì các bạn nên theo cân nhắc theo cái mục đích chơi của mình. Thì như vậy là các bạn chơi nó sẽ rất là rõ nét, nó sẽ không bị cái trạng thái gọi là hơi mông lung kiểu thế. Còn với mình thì đấy, con chim các bạn thấy mình vẫn nuôi cám nuôi, đến thời điểm này vẫn nuôi cám nuôi, nó khá là bình ổn. Nó cũng lúc chuyện lúc líu, và mình cũng không xác định, mình phải nói thật là mình không xác định là mình nuôi con chim là để đi tranh chấp cờ giải đâu. Mình nuôi con chim là để thỏa mãn cái đam mê của mình thôi. Và chính vì thế là khi mà mình gột con chim mộc, mình cảm thấy nó rất là bình tĩnh. Nó cũng không có gì nó cảm thấy vội vàng hay là cần phải có một cái gì đấy nó đột biến hay là nó đột phá đâu. Một cái ngày khá đẹp trời, chuẩn bị đón gió mùa đông bắc, thì mình cũng xin tâm sự với các bạn một chút về những cái câu chuyện nhỏ nhỏ trong quá trình chơi chim nhé. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả mọi người.